Thưa quý vị, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 là dịp tôn vinh phái nữ. Thị trường hoa quà trên địa bàn thành phố Kon Tum nhộn nhịp với đa dạng mẫu mã phục vụ nhu cầu của nhiều người. Như mọi năm, các địa điểm như Bùng Binh Duy Tân, Bùng Binh Trần Phú và một số đường chính là nơi các tiểu thương lựa chọn để trưng bày các sản phẩm tiếp cận với khách hàng. Bên cạnh những mặt hàng truyền thống như hoa tươi, gấu bông, hoa sáp, năm nay còn có mẫu mới hoa kiểm nhung, được người bán kết thành nhiều hình dáng trái tim, giỏ hoa, bó tròn. Giá dao động từ 20.000 đồng đến 300.000 đồng, hoặc có thể cao hơn tùy vào loại hoa, kích thước, phụ kiện trang trí. Nói chung là mùng 8 tháng 3 đây thì những cái mặt hàng nói chung là cứ mỗi năm là một mẫu mẻ, nhiều cái mặt hàng khác nhau, giá thị trường cũng vẫn trung bình, không cao cũng không có thấp, nói chung là trung bình. Như chúng tôi thì cũng trông cho khách hàng tới mua cái mặt hàng mới để cho phục vụ mấy chị rồi mấy anh rồi tặng cô tặng mẹ. Đường phố Kon Tum như rực rỡ hơn nhờ sắc màu của hoa và quà dịp lễ 8 tháng 3. Không khó bắt gặp hình ảnh khách hàng nam giới ở nhiều độ tuổi dành thời gian tìm cho người phụ nữ của mình món quà đẹp nhất, phù hợp nhất. Xu hướng thường là chọn mua lẵng hoa, bó hoa được trang trí tỉ mỉ, sang trọng. Hôm nay thì tôi có đi xem hoa ở Kon Tum thì đến đây thấy có cái dòng hoa kiểm nhung này nó lạ mắt và đẹp. Tôi ghé tôi mua về tặng cho mẹ một bó hoa. Nhân ngày mùng 8 tháng 3 thì tôi có lời chúc với mẹ của mình là cảm ơn mẹ đã giúp tôi trưởng thành tới như bây giờ. Chúc mẹ luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong những dịp lễ như Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 thì hoa và quà là một phần không thể thiếu. Bằng hoa và quà thì có thể giúp cho mọi người thể hiện những lời yêu thương, tình cảm của mình đối với những người bà, người mẹ, người chị hay là người yêu. Qua đây thì cũng giúp cho phái đẹp có một ngày lễ trọn vẹn và hạnh phúc hơn ạ.